cũng chưa? Em đọc thơ cho nghe nha. Mặt trời thì khép lại ngày, mặt trăng khép tháng, phút giây khép giờ. Tôi đi từ thở ấu thơ, bước chân khép ở. Đố anh ở đâu? Dữ thiệt. Ô, làm thơ được con kìa. Dữ rồi. Bước chân khép ở, bây giờ cuộc đời hay ha. Dữ dội luôn, anh sửa thơ người ta luôn rồi đó. Nguyên cái hàng này tối đèn kêu bằng ngập ngụa luôn. Ban ngày thì thấy cái xuồng nó không ngụa. Đang xây nè. Nó làm cái sảnh hay chứ. Yeah.
xin chào anh chàng lớn từ khắp nơi.
cái này là cái công viên nha. Như vậy cái giữa đó là cái công viên đó. Phải mua căn nhà ở đây. Con gà quay rồi hả?